đã đến với kênh Luyện Chữ Đẹp Cần Ruột. Ở video này thì mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn cách lựa chọn những loại bút mực dành cho những người bắt đầu mới luyện chữ và những em học sinh lớp 1 bước sang học kỳ 2 chuẩn bị viết bút mực. Khi lựa chọn những cái loại bút này thì chúng ta sẽ dựa trên hai tiêu chí quan trọng nhất. Tiêu chí đầu tiên đó là hình dáng và kích thước của các cây bút. Các cây bút trên tay mình, các bạn có thể quan sát đó là những cây bút này hình dáng bên ngoài nó giống như những cây bút bi vậy. Nhưng đây là những cây bút máy luyện chữ. Trọng lượng và kích thước của nó rất là nhẹ và gọn, giống như là một cây bút chì, một cây bút bi bình thường. Ưu điểm của nó đó là giúp cho chúng ta dễ dàng cầm nắm và không tạo cảm giác mỏi tay khi mà lần đầu tiên mình viết bút mực. Hình dáng bên ngoài có rất nhiều màu sắc kích thước khác nhau cũng tạo nên sự hứng thú cho các em học sinh lớp 1 lần đầu tiên các em được sử dụng bút mực. Tiêu chí thứ hai để lựa chọn đó là ngòi bút. Đây là tiêu chí tương đối quan trọng. Chúng ta sẽ quan sát các ngòi bút của tất cả các cây viết. Các cây bút trên tay mình đều có một cái đặc điểm chung, đó là các ngòi bút. Chúng ta có thể quan sát và thấy ngòi bút nó rất là nhỏ. Nó được giấu gọn vào trong. Cái ưu điểm của thiết kế này đó là hạn chế việc dính mực vào tay của các em học sinh khi mà viết. Đây là một trong những điều khá băn khoăn của rất nhiều phụ huynh khi cho các em tập làm quen với bút mực. Bên cạnh đó thì những ngòi bút này được thiết kế với dạng êm trơn, phù hợp cho tất cả các đối tượng các em học sinh. Ở lứa tuổi nào cũng đều sử dụng được cây bút này và tất cả mọi người đều có thể viết được một cách rất là dễ dàng. Để phân biệt thế nào là ngòi êm trơn thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách phân biệt đơn giản nhất. Đầu tiên là chúng ta sẽ sờ tay vào cái ngòi. Chúng ta cảm giác nó rất là êm. Thì đây có thể là cái ngòi êm trơn. Bước thứ hai là chúng ta sẽ thử bút. Khi mà mình mua bút thì mình không có thể bơm mực để thử bút được, thì chúng ta sẽ thử bút bằng cách nào? Chúng ta sẽ sử dụng một cái tờ giấy trắng thôi. Sau đó mình sẽ viết thử nha. Mình sẽ viết thử cái cây bút này. Mình đi được những cái đường thẳng, những cái đường cong, mình cảm thấy là cái ngòi bút nó rất là êm, rất là nhẹ và không có một vật cản nào để tạo cái sự xước giấy hay là sốc giấy, thì đây chính là cái ngòi êm trơn. Chúng ta có thể viết chữ, viết những cái đường gạch, cảm giác rất là êm, giống như là mình đang viết bút bi vậy. Thì đây là những cái ngòi êm trơn thích hợp cho tất cả các lứa tuổi, đặc biệt là các em học sinh lớp 1 chuẩn bị làm quen với bút máy. Các em sẽ viết dễ dàng giống như những cây bút chì, sẽ tạo cảm giác rất là thoải mái và thích thú cho các em khi viết. Đó là cách mà chúng ta lựa chọn cái ngòi. Sau khi mà mình đã lựa chọn dựa trên cái hai cái tiêu chí này thì mình sẽ tìm mua cho các em học sinh những cái loại bút. Và ưu điểm của các loại bút này thì giá thành rất là rẻ. Những loại bút này dao động từ khoảng mười mấy cho đến 20 ngàn. Và có rất nhiều hình dáng và kích thước khác nhau, đủ màu sắc để tạo sự hứng thú cho các em. Bên cạnh đó thì tất cả các cây bút này đều có ngòi thay thế. Nếu như trong quá trình sử dụng các em làm rớt, làm hư ngòi, thì phụ huynh có thể mua cái ngòi dự phòng, chúng ta gắn vào, chúng ta thay thì trở thành một cây bút mới. Và ngòi dự phòng thì khoảng từ 5 cho đến 6 ngàn. Sau đây thì mình sẽ hướng dẫn quý phụ huynh, chúng ta sẽ hướng dẫn các em học sinh của mình cũng như là con em của mình các thao tác cơ bản khi lần đầu tiên chúng ta sử dụng bút mực. Khi sử dụng những cây bút này, chúng ta sẽ, khi mà mình mở nắp á, mình sẽ hạn chế cái việc giật cái cây viết này ra, giật thẳng ra như thế này thì mực nó sẽ văng vào tập rồi quần áo của các em. Mở nắp chỉ cần để tay lên đây như thế, chúng ta cùng quan sát. Sau đó chúng ta dùng lực của ngón tay, chúng ta bật nhẹ cái nắp lên thôi, bật rất là nhẹ thì chúng ta có thể mở được cái nắp viết và hạn chế cái việc mực nó văng vào tập vở. Sau đó thì hướng dẫn cho mỗi em chúng ta sử dụng một cái khăn lau mực. Khi mà ngòi viết chúng ta mở ra, chúng ta sẽ chùi sạch mực ở ngòi. Khi mà mực đã hết thì mới bắt đầu cho các em viết vào vở, thì nó sẽ hạn chế tối đa cái việc dính mực.
Điều tôi tiếp theo đó là khi viết xong thì chúng ta nên lưu ý tất cả các em là phải đậy nắp viết lại, tránh trường hợp là để cây viết có thể làm rớt và rất là dễ hư ngòi. Đây là những cây viết bơm mực, khi chúng ta mua về thì phụ huynh sẽ là người trực tiếp bơm mực vào đây, hạn chế tối đa cho các em tự bơm. Một ống mực này có thể sử dụng được 1 đến 2 ngày. Ưu điểm của cây bút này đó là trong quá trình viết á, thì nó rất là dễ và gọn nhẹ. Mỗi phụ huynh có thể trang bị cho các em 1 đến 2 cây viết này để các em sử dụng. Mà khi chúng ta thích màu mực nào thì chúng ta sẽ bơm vào cái mực đó, xanh, tím, tùy theo cái sở thích của các em. Để tìm mua những loại bút này thì quý phụ huynh chúng ta có thể đến nhà sách và lựa chọn dựa trên hai cái tiêu chí mình vừa nêu. Và nếu như chúng ta vẫn chưa tìm được cái loại bút thích hợp cũng như còn băn khoăn về cách lựa chọn bút thì các bạn có thể liên hệ với mình qua Facebook hoặc là số điện thoại ở bên dưới thì mình sẽ hướng dẫn và tư vấn trực tiếp cho tất cả các bạn. Và các bạn hãy lưu ý là chúng ta hãy nhớ đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video tiếp theo. Mình sẽ hướng dẫn tất cả các bạn cách thay ngòi cũng như cách lựa chọn những loại bút ngòi nét thanh nét đậm. Vì sau quá trình các em sử dụng thành thạo những cái loại bút ngòi êm trơn này thì chúng ta sẽ chuyển sang cho các em sử dụng ngòi lá tre, ngòi nét thanh nét đậm để tạo ra những nét chữ đẹp hơn và góp phần để cải thiện cái chữ viết cho tất cả các em. Thân chào tất cả mọi người cũng như tất cả quý phụ huynh.